Ông chở em vô khách sạn chị. Em cũng đi vô luôn. Ông mới nói là em yên tâm đi, anh không có làm gì em đâu, anh chỉ ngủ thôi. Nhân viên người ta có đưa cho ảnh cái miếng gì nữa mà ông nhét vô túi lẹ lắm, em không có thấy. Xong rồi mãi tới cái lần hóa chinh em mới biết đó là bà con sói. Và bây giờ mời quý vị khán giả hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, chào hai em. Em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, tên là Lê Thanh Tú. Năm nay 32 tuổi và công việc chính của em là hướng dẫn viên du lịch. Còn đây bà xã em. Em xin chào anh chị, em tên là Nguyễn Thị Vân Anh. Hôm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang làm là kinh doanh trà sữa. Chắc có lẽ là Vân Anh hồi đó là đăng ký đi du lịch đến gặp anh Tú. Anh Tú làm hướng dẫn viên du lịch. Là trên cái chuyến đi đó là anh Tú cua em luôn. Và hai người bắt đầu quen nhau từ thuở ấy. Sao em không nghĩ là bạn này tới uống trà sữa? Đó thì nói chung là mỗi quen nhau. Anh và chị Vân mỗi một người đều đón như vậy đó. Không biết là bên nào đón đúng ạ? Dạ thực sự câu chuyện là do là hai vợ chồng cùng học chung với nhau lớp du lịch ạ. Chết quá. Yes. Em với chồng em á là học chung lớp du lịch ngành hướng dẫn. Năm nhất á thì em chỉ có để ý chồng em cái là hơi lạ với người khác thôi. Là tại vì ảnh là làm lớp trưởng của lớp. Nhưng mà mỗi lần mà thông báo á thì thường ảnh không có đứng ở dưới thông báo mà ảnh thích đứng ở trên bục giảng á. Lúc đó em ấn tượng là người thì ốm mà cái đích thì bự. Đích bự lắm. Tới lúc mà quay lên bục giảng á thì em thấy cái đích trước. Tại vì em mà thích mông to. Dạ lúc đó thì mình cũng chỉ để ý mình nhìn vậy thôi. Lúc đi học á thì anh Tú là nổi tiếng nhất trong lớp là chùm kể chuyện mặn. Càng bựa mặn, càng bậy là ổng càng kể. Đó, cứ chiều mà em đi học á, đi tới gần tới cửa lớp thôi, là lên cầu thang thôi, là nhìn thấy trước lớp em mà đông người mà bu vô á, là biết ổng đứng ở giữa, ổng đang kể chuyện bậy. Mà em cũng thích vô nghe ké nữa, mà không có hiểu. Cái ấn tượng đối với vợ em á, là cái tại thời điểm lúc bây giờ, em nghĩ trên đời nếu mà con gái mà trên 18 tuổi á mà còn ngây thơ như vậy em là thuộc dạng là hàng hiếm mà không có rồi. Có em mới quyết định là phải quen cho cô bé này cho bằng được. Lúc này bao nhiêu tuổi? Em 22. Lúc đó em 22 thì bạn này là 18. Em 18. Yeah. Lúc đó đó là hay dụ em đi khách sạn. Tại vì hai đứa là có cái sở thích chung là thích coi đá banh. Em thì rất là mê coi đá banh cho nên thường là em hay thức khuya để coi ở trong phòng á. Cái tới năm đó là World Cup 2014, anh mới dụ rủ em đi đi coi, nói là đi coi ở quán cà phê á thì có một nhóm có mấy anh chị nữa. Xong rồi em cũng đi theo tại vì em ở chợ là 10 giờ rưỡi là đóng cửa rồi. Cái hôm đó là anh mới chở em qua bên đó, thì qua thì em không thấy ai hết trơn á. Xong cũng vô ngồi được xíu cũng kêu thôi tụi nó hủy kèo rồi em ơi, thôi mình đi chỗ khác đi. Với lại mai anh cũng đi tu rồi mà giờ coi khuya nữa, mai đi không nổi. Cái ông chở em vô khách sạn chị. Em cũng đi vô luôn. Ông mới nói là em yên tâm đi, anh không có làm gì em đâu, anh chỉ ngủ thôi. Còn em thì cứ coi đi. Anh lại á, nhân viên người ta có đưa cho ảnh đồ mút này kia với lại một cái miếng gì nữa mà ông nhét vô túi lẹ lắm, em không có thấy. Xong rồi mãi tới cái lần hóa chinh em mới biết đó là bà con sói. Nó có đem định mệnh đó. Vui không? Sợ chị, em sợ có bầu. Sáng dậy khóc quá trời luôn. Cái nói trời giờ em có bầu rồi giờ làm sao. Cái anh mới nói không sao đâu, anh chịu trách nhiệm mà yên tâm đi. Anh làm là anh sẽ cưới em chứ không có để không y vậy. Hơn một năm sau thì em cưới. Sau cái đêm đó thì chính thức là mình cảm thấy là mình có trách nhiệm với cô gái này. Rồi từ cái đêm mà định mệnh á cho đến lúc mà các bạn lấy nhau đó là bao nhiêu năm? Một năm mấy á. Trong khoảng một năm mấy đó là hai bạn có cái chuyện gì nó xảy ra không? Tụi em chia tay á là khoảng tầm quen nhau được một năm á là hai đứa em chia tay. Hôm đó là ảnh mượn cái laptop của em để đi đi tour. Tới lúc ảnh về trả thì vô tình cái Facebook của ảnh còn để trên cái máy, ảnh chưa có thoát ra. Hôm đó em tò mò em mới vô em coi tin nhắn thì em mới thấy là ảnh nhắn tin với bạn gái cũ á. Bạn ấy hỏi là anh có hạnh phúc không? Ảnh mới nói là anh không có hạnh phúc. Trời ơi, em đọc xong em bị sốc chị. Thì hôm đó ổng không có biết. Ổng qua ổng rước em đi uống nước. Bữa đó là anh thấy thái độ của em hơi khác. Thì anh mới hỏi em là bộ em có chuyện gì mà sao anh thấy em thái độ của em khác lắm. Mới nói là thôi mình chia tay đi. Tại vì bị mất cái lòng tin vô anh tin. Hai đứa mới là chia tay khoảng hơn một tháng á. Thì lúc đó là ở trường á là có đi tour tốt nghiệp á chị. Vô tình sao bị xách chung xe mà cũng ngồi gần nhau nữa. Xong hôm đó ảnh kêu là thôi mình gặp nhau mình nói chuyện đi, chia tay gì. Ảnh còn thắc mắc nó không biết lý do vì sao em đòi chia tay nữa. Cái hôm đó là hai đứa đi ra biển, ngồi dọc bờ biển á, em nói là em đọc được tin nhắn, tự dưng cái chiếc dép của em nó bị sóng đánh á, cái nó bị trôi ra đằng kia. Em đứng lên em đi lụm,
cái ông mới chạy lại, ông kéo tay ông lại, ông nói: ủa anh chưa nói xong mà sao tự nhiên em đi tự tử làm chi? Này là ảo tưởng, ảo tưởng nè, ảo tưởng sức mạnh quá nhiều luôn nè. Sau đó là em nói dép em trôi kìa, cái lại lụm, xong rồi hai đứa dắt tay về. Dạ tại vì bữa đó quê. Dạ xong là quê. Mà em có biết tại sao mà anh giải thích với cô người yêu cũ là anh không hạnh phúc không? Đấy, để ông trả lời đi. Em nghĩ sao mà em biết cái đó? Khi mà nhắn tin với bạn gái cũ á, thì người ta nói là tình cũ không rụng tới mà. Lúc đó thì thực sự là nếu mà nói mà yêu thực sự vợ em thì lúc đó chưa yêu thực sự đâu. Sau cái giai đoạn mà chia tay rồi lúc đó mới yêu thực sự. Thì cho nên là cái tin nhắn là không hạnh phúc lắm là nó do là cái trong cái môi trường tại thời điểm đó. Đang lần lửa. Dạ. Lúc đó là vẫn chưa xác định được. Dạ đúng rồi. Hai chồng em ở với nhau 4 năm mấy như vậy rồi cộng thêm 3 năm là quen nhau nữa đúng không? Dạ quen nhau là hơn 4 năm. 4 năm nữa là 8 năm mấy rồi, giờ ở với nhau là hiểu quá rồi. Dạ. Chắc dạ. Có lẽ là không có tật xấu gì hết đúng không? Nhiều vô kể. Anh có cái tật xấu là không có thích mặc quần xịp, thích thả rong vậy đó. Có một cái đợt lần đó là anh đi làm chương trình biển á, em có may cho anh cái quần tây thì cũng may là chỉ là mình đạp hai đường đi. Hôm đó đó ổng hoạt động dữ quá chị, nó bung thiệt một cái tẹt rách từ trên xuống dưới rồi sao nhảy xuống hồ bơi liền. Lúc đó là phải nhờ bạn, anh bạn á mang một cái quần đùi khác để cho thay. Rách xong em biết và bạn em đứng kế bên biết mới lấy một chè cái áo che lại rồi cái là ra phía sau á. Theo em á là cái đó là tật xấu hay là không xấu? Khuyến cáo đó là một ngày là cũng phải nên thả rong để cho nó thở. Đó nghe. Còn đi làm á nó vừa mất thẩm mỹ mà nó vừa nguy hiểm, nếu mà đi ra đường thì chúng ta nên mặc đó. Nên mặc như vậy để an toàn rồi. Như vậy là xếp vào tật xấu đúng không? Có thể gọi là tật xấu nghe. Okay. Rồi tật xấu thứ hai. Anh mà cứ bị đau á là anh buồn ngủ. Mà mấy lần cứ kéo phạt ma ti mà bị dính á là cũng ngủ. Là ngủ luôn. Nhắc ngang bực bội ngủ mẹ. Dễ thương quá vậy. Đi nguyên miếng da luôn. Tự nhiên giờ cái tật xấu này thành nó cưng cưng á. Cưng cưng nó kỳ kỳ á. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Thôi tới Tú đi, tới Tú được rồi. Vợ em á thì cực kỳ là lề mề. Như bữa đó đi ăn sinh nhật thì em nhắn tin rồi 6:30 thì là 6:15 có mặt. Thì hên sao tại lúc đó con bé bạn cùng phòng nó đi vô, nó dung em lên kêu Vân Anh với Dung Anh đi, tại lúc đó là điện thoại không biết là sao gọi không được. Thì Dung lên thì thấy đang nằm ngủ, thấy ngồi dậy rồi cũng gãi gãi đầu này kia ngon lành lắm. Xong bà đi ra ngoài ban công bà giặt đồ, giặt xong ngâm đồ xả đồ xong phơi đồ 45 phút sau vô thấy còn ngủ. Ngủ ngày ngủ ngải đó. Lúc đó em có dậy rồi nhưng mà em tưởng đâu là em mớ nên em nằm hiểu ngủ thôi. Là ngủ ngải ngủ mà tưởng mớ nữa luôn là nặng lắm rồi đó nha. Hay hai vợ chồng này thần kinh là có một cái gì đó rất cộng hưởng nha. Đau ngủ người ta đau, người ta ngủ người ta ngủ không được, đau là ngủ luôn đó. Còn đây là ngủ ngải mà nói dòng nữa, muốn nói cái tô cái gì ở trên bàn gì là nói hết nguyên quốc gia luôn, bắt đầu mới tới cái tô cái gì đó là nửa tiếng hồ mới biết là bà muốn nói cái gì đó. Em rồi. Đang nói chuyện á cái xong rồi ảnh nói chung vô cái em nhớ tới cái chuyện khác cái em nói luôn. Vậy là bị bệnh mất tập trung không thiệt. cái đó có bệnh mà. Dạ. Bị mất tập trung đó em. Rồi bây giờ mong muốn Vân Anh thay đổi điều gì Tú? Bớt lề mề. Nói chuyện thẳng vào vấn đề. Không, cái vụ mất tập trung đó là phải trị nha. Ở bên Mỹ là nó có xếp cái triệu chứng đó vào bệnh đàng hoàng và mỗi ngày phải uống một viên thuốc. Nó không tập trung á, tại vì nó đang vậy cái nó suy nghĩ ra được một cái điều khác là nó bỏ liền, nó làm cái điều khác nữa. Em hay bị vậy đó, là cái bệnh mất tập trung. Chung là bớt cái lề mề với lại là tập cái phản xạ tỉnh ngủ bất chấp luôn là phải tỉnh. Giờ Vân Anh, em muốn Tú thay đổi điều gì? Em muốn ảnh là bớt nói nhiều, bớt nhã một tí, bớt cẩu thả. Ảnh rất là cẩu thả, làm gì cũng phải làm thiệt nhanh, nhưng mà nhanh thì ẩu. Nói chung là bớt cẩu thả là cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi á, nó nhảm là gì nè, nó nhảm, nó lầy, nó tục. Thì ví dụ như có con á, thì nhiều khi nó nghe, nó bắt chước. Dạ. Còn cái chuyện nói nhiều, bệnh nghề nghiệp á em, người ta tourist guide mà người ta không cho người ta nói là chết á. Dạ. Đó, thì hai cái em cần phải gọi là khắc phục á. Một người luyện còn một người bên kia thay đổi bớt lại xíu. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến đây đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi, xin chào anh chị. Cảm ơn. Anh phải nên trân trọng những gì anh đang có. Những cái gì mà đã quá khứ rồi thì anh nên quên đi. Mà hôm ngày mai lại là sinh nhật của anh này. Thì thôi, thì bây giờ cũng sinh nhật anh rồi. Mình cũng không muốn là hai đứa lại xích mích. Thì sau đó thì em cũng làm lành với chồng em. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai.
xin chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, em tên là Lại Thị Bích Phượng. Em năm nay 28 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa. Công việc của em là giáo viên mầm non ạ. Dạ, em chào hai anh chị, anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng quý khán giả đang xem đài. Em tên là Nguyễn Thế Hải, em năm nay 31 tuổi. Em sinh sống thì là ở Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai. Nhưng mà em thì công tác thì ở quận 12. Như vậy là chắc có lẽ là hai bạn là trước đây là tại vì cùng cùng ở một cái nơi cho nên là quen nhau đúng không? Chắc có lẽ là tình làng nghỉ sớm hay là đi học và quen nhau? Cũng không luôn anh, nó hơi kiểu như mình gọi bây giờ là định mệnh gì đó. Hôm đó là bọn em quen nhau rồi, là ở Vũng Tàu à. Thì em là đi đám cưới của bạn bố mẹ. Mới ngồi đám cưới, mới ngồi bố mẹ thì bạn bố mẹ lớn rồi. Giờ biết làm gì, thôi chán quá, lướt Zalo đi. Thế thì cũng nói chung là không biết sao mà ẹp nick cô này. Thế xong thì đến tối mới về mới thấy là ủa hình như cô này cô cũng đi về mà trời cũng mưa to giống mình. Mình mới lên, mình mới comment là ông Quang đi cũng đường đó cũng mưa vậy đó. Thế cũng cô cũng nói dạ. Thế là hai đứa mới nói chuyện với nhau. Hỏi ra thì em Biên Hòa, cô này thì là Thủ Đức mà lại xuống Vũng Tàu mới lại kết bạn với nhau. Lúc mà anh kết bạn á thì em chưa có đồng ý đâu. Em vào xem cái hình ảnh của anh đăng lên á, coi anh này như thế nào. Em vào em xem, ủa sao anh này già quá vậy? Thôi không có đồng ý đâu. Không, một lúc sau mình thấy anh này comment vào cái bài viết của em đăng lên á, thì em đồng ý. Em thấy anh này cũng nói chuyện cũng vui. Hôm đó là chồng em hẹn gặp ở Thủ Đức, hẹn đi cà phê. 6 giờ anh lên đón em, mà 6 giờ qua rồi, mình thấy không có thấy gọi gì hết. Mà em ở nhà thì em đợi điện thoại. Mình trang điểm, mình thay đồ đẹp, mình đợi anh này rồi. Cũng không dám ăn tối luôn. Mà gọi thì không thấy anh này trả lời. Offline luôn, không có online. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy em? Tức là như vậy, em đi làm về xong, mình cũng thay đồ xong. Tính em là em sẽ là muốn mình là gọi điện cho người bạn gái trước, để mà mình biết số điện thoại người ta, rồi người ta cũng dễ liên lạc với mình. Mình đi đường gọi, alo, sao tự dưng lại nghe giọng đàn ông? Bảo chết rồi, hay là chơi mình rồi? Gọi hai lần, không được. Bảo cay rồi nha, cái này không chơi nữa. Em này em là nhắn tin là sao anh không đến đón em này đâu. Có biết đâu, thấy gọi không được. Thế là mở ra, em đưa sai số điện thoại rồi, kêu một số. Trời, đấy là tức là em đưa lộn hả? Dạ, hôm đó thì hẹn lại gặp vào một hôm khác. Dạ, cái lần thứ hai thành công không? Dạ, rất là thành công luôn chị. Lúc đó thì hai vợ chồng hẹn nhau ở Vincom, Thủ Đức á. Thì em thấy anh này đi làm về mặc bộ đồ sơ mi rất là lịch thiệp, rất là đẹp. Em rất là thích kiểu đó. Mà em á thì mặc quần ngắn như thế này, áo kiểu như là xì tin á. Em thấy kiểu này không biết ông này ông có chê mình không. Mình con nít quá mà anh này chững chạc quá. Nhưng mà em thích đúng không? Gặp dạ đúng rồi. Cái ấn tượng đầu tiên nhìn là thích. Thấy thích đó. Dạ. Thì hai đứa lúc mà ngồi chuyện á thì rất là hợp nhau. Tức là cũng nói là em muốn chưa đi chơi chỗ này chỗ kia. Rồi nói đến chuyện đi chơi Đà Lạt. Nói ok. Thế thì anh cũng lâu quá không đi rồi, anh chưa đi từ 2009. Hồi đó gặp là 2017. Nói ok, nếu mà được thì mình rủ nhóm đi chơi chung em. Mà được cái là hôm đó làm sao trời cũng mưa. Hai đứa cũng mưa giống như là ông trời bắt chỗ vậy. Thế là em chở xong rồi nói chuyện xong bay về lại Vincom Thủ Đức. Mình đang đứng này thấy chạy díu, tại vì từ dưới dốc Vincom cái véo về luôn. Chưa trả lời chưa biết goodbye gì cả mà. Thế kiểu này là chắc là ông trời bắt mình phải gặp nữa. Rồi sau đó là hai vợ chồng có đi đâu xa nữa không? Lần sau á thì em với chồng em đi chơi ở Biên Hòa. Nhưng mà đi chơi sao quên đường về hay sao á, 11 giờ chồng em chở em về nhà. Chồng em thấy em mở cửa cổng đi vào rồi mới quay ngược về Biên Hòa về nhà mình. Em thì vào nhà nhưng mà vào gõ cửa nhà thì không ai mở cửa hết. Chồng em về nhà thì hỏi em vào chưa ngủ, em vào nhà đã ngủ chưa, thì em mới nói là em đang ở ngoài đây này. Xong chồng em mới ngược lại từ Biên Hòa lên đón em. Kêu là thôi hai vợ chồng hai đứa mình đi Vũng Tàu chơi đi. Là đó là 12 giờ đêm. Dạ. Hai đứa đi luôn. Trời thì nó tầm khoảng tháng 10 bắt đầu nó lạnh lạnh miền Nam mình nè. Vợ em thì em đưa cho cái áo khoác rồi cứ thế đi. Mà đồ thì cũng mặc đồ ngắn vậy nè. Cứ thế phóng xe đi. Lên đó xong bắt đầu tìm khách sạn vào, hai đứa thuê vào nghỉ. Cũng liều là cũng bánh đi chơi được hai đêm. Cũng có một bộ đồ thôi. Một bộ đồ, hai đứa một bộ đồ. Dạ. Như vậy là tụi em rất là hợp nhau đúng không? Dạ. Thì trong cái thời gian mà tụi em yêu nhau như vậy á, thì nó có những cái sự cố, những cái trục trặc gì không? Có bao giờ mà đòi chia tay nhau hay là như nào không? Có đợt đó thì em ghen. Hai vợ chồng em đi Đà Lạt quen nhau như thế nào á, anh đều kể với một chị bạn. Mà em hỏi ra thì anh này cứ nói là bạn thôi mà, không có gì hết trơn á, em ghen rồi đó. Xong mình thấy anh này nói chắc cũng đúng. Xong rồi mình lại không có gì hết, mình không có ghen, mình bình thường. Xong rồi tình cờ bữa sau em lục điện thoại anh này ra coi,
thì thấy cũng nhắn tin kiểu quan tâm lắm. Mình mới hỏi ra, anh này mới nói là cô này là người yêu cũ. Xong rồi em mới giận, ủa người yêu cũ sao anh được lại nói kể hết chuyện của mình. Tại sao vậy em? Dạ tại vì thật ra đối với em, cô bạn lúc đó chỉ là một người để mình chia sẻ thôi, có những cái mà mình muốn nói để mà mình hiểu thêm là bạn gái mình lúc đó là như thế nào. Sau khi mà em đọc được cái tin nhắn đó thì em thể hiện như thế nào? Dạ lúc đó em rất là buồn. Em cũng có nói với chồng em á, là anh phải nên trân trọng những gì anh đang có. Những cái gì mà đã quá khứ rồi thì anh nên quên đi. Mà hôm ngày mai lại là sinh nhật của anh này. Thì em giận xong rồi em về nhà em suy nghĩ á, thì thôi thì bây giờ cũng sinh nhật anh rồi, mình cũng không muốn là hai đứa lại xích mích. Thì sau đó thì em cũng làm lành với chồng em. Chứng tỏ là em rất là yêu ảnh. Dạ đúng rồi. Sau đó là bao nhiêu lâu tụi em lấy nhau? Sau đó thì năm đó là 2017, thì đến tận tháng 7 2018 thì em mới đám cưới. Trước khi cưới á, trong cuộc sống nó có cái sự cố gì không? Em bị sốt xuất huyết. Mà lúc này sốt xuất huyết thì bố em không biết thế nào mà đi lên Sài Gòn này ở nhà chị bị chuột cắn. Cắn một phát ngay tay luôn, chảy máu luôn. Thế là phải đi chích ngừa. Bố mới sợ quá, bây giờ bố bị như vậy mà bây giờ em nữa, thế là không có dám chăm. Mới gọi vợ em về chăm. Chăm em ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm bắt đầu nó phát ra. Em bắt đầu mệt, không ăn uống được gì cả. Dạ. Thế thì đến hồi gian em khỏe rồi, em nằm bệnh viện sắp ra rồi thì vợ em dính. Thế là đợt đó vợ em mà sốt mà tới 41 độ. Không phải bị sốt huyết luôn không? Dạ, lúc đó là em bị nhiễm trùng máu. Dạ, em bị nặng hơn chồng. Mà cái lúc bị vậy á, em cứ nghĩ là em không có qua khỏi rồi. Em cứ nói với chồng em là anh ơi, chắc là em không có qua khỏi rồi, chắc là em chết rồi anh ơi. Lúc đó kiểu như mê sảng á. Lúc đó em không có suy nghĩ được cái gì hết. Thì anh này mới thấy vậy sợ, mới gọi mẹ em lên chăm. Thì lúc đó là em phải ở lại một tuần để mà tiêm vaccine á. Trong một tuần. Mà đặc biệt là cái biến cố đó xong, cái là ba em nói là thôi bây giờ Phượng ở Sài Gòn thì có mình à, sau khi bệnh em cũng tội, thôi ở đây luôn đi. Cuối cùng ở đến giờ luôn. Ở tới giờ luôn. Dạ, đi đám cưới luôn. Bây giờ các bạn qua cưới tới nhau. Qua tới phần vạch mặt đi. Các bạn cưới nhau là mới có mấy tháng rồi đúng không? Dạ. Dạ. Có tin vui gì chưa? Dạ, hiện tại là chưa ạ. Chưa đúng dạ. không? Có muốn có không? Dạ, em chứ rất là giờ. Muốn. Chút nữa đi anh chung nghe. Đúng rồi. Còn bây giờ đó, anh hỏi nè, sau khi lấy nhau về mấy tháng trời ở chung với nhau, có nghĩa còn đồng chồng như vậy, tức là có còn đồng điệu đó, hay là bây giờ bắt đầu lòi cái tật xấu ra. Chồng em thì có tật xấu là em không thể ngờ tới luôn. Tết xong thì chồng mới vào công ty, tự nhiên sáng đó chồng mới chụp hình lại cái hình gì mà xíu xíu mà đen thui à. Em mới nhìn, ủa cái gì vậy anh? Anh mới kêu là anh ngoái mũi á. Trời ơi. Anh vo lại anh để trong trên cái phong bì á. Trời ơi, sao em có sở thích biến thái vậy em? Xong rồi ngày mai lại anh cũng chụp hình gửi cũng cái miếng cất mũi đó luôn mà to hơn. Em có ý đồ gì vậy? Em tính là để một tuần sau em sẽ tặng cho vợ cái nó. Tức là cứ mỗi ngày em vào em nhỏ miếng nước vào cho nó mềm mềm ra em lại vo lại tiếp, cứ để một tuần. Coi nó được bươi lớn đó phải dạ, không? Dạ. Đó rồi cứ, tiếp nữa. Cứ một lần ngoáy mũi xong là bôi lên người em á. Ngoài đồng điệu tới mức là vợ cũng chét lại chồng nữa. Ồ vậy đó hả? Cho đều đi qua đi. Vậy là quề đó, hai đứa đều bỏ tiền cái tật xấu này đi. Tiếp tục. À, chồng em thì ngủ rất là dễ ngủ. Nhiều lúc hai vợ chồng đang nằm nói chuyện xíu, quay qua thấy anh này ngáy rồi, mình mới là ủa sao anh ngủ rồi hả? Không, anh đâu có ngủ đâu, anh vẫn nghe em nói chuyện mà. Mà trong lúc là em nghe anh này ngáy to rồi. Ngáy thức á, gọi là giống như là nó phản xạ đó. Ra cái ngủ mà ngáy nhanh đó, đâu phải tật xấu. Dạ. Tiếp tục. À, một lần ăn á thì giống như là gấp thức ăn bỏ trên miệng rồi, thức ăn lại rơi xuống bàn rất là vụng về. Vải, dạ đúng về. Rồi. À, như người ta là người ta không có ăn đâu, người ta lấy bỏ đi. Anh này thì lấy tay bỏ lên miệng tiếp ăn tiếp. Dạ. Giờ tới chồng đi, bị tố quá dạ. Mà chồng nói vợ thì có gì? Cái nãy em tố liền luôn, tức là cũng chét lại. Rồi cái đó quề rồi. Cái thứ hai nữa là em nói tức là vợ em có cái điểm là ngủ á là hay há miệng. Ngã miệng xong rồi còn chạy giải nữa. Em mới nói chứ lần sau mà còn ngủ mà chạy giải nữa là tôi móc tôi nhét vô mũi. Rồi sao em có hay dính phải những cái tật giống như là mấy người phụ nữ khác là mua sắm này nọ đồ tiêu xài hoang phí đó. Không? Và em thì không có tiêu xài hoang phí, nói chung là tiết kiệm lắm, nhưng mà có một cái tính là thích quần áo này nọ. Mỗi lần mà đi đâu chơi, anh ơi em không có gì để mặc cả. Em mở ra cả tủ đây nè em. Em nhìn xem nguyên cái tủ này có một cái chút xíu cho anh à. Còn ba cái gì của em đó. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em thì em mong muốn vợ là mình cũng ăn uống nhiều hơn. Tại vì bây giờ hai đứa nhìn nó hơi không cân xứng một tí. Vợ em có yếu không? Dạ
không yếu nhưng mà người bé quá, em thấy đi nó hơi nó chọi quá. Vậy hả? Tại vì nếu như không yếu thì không sao, em đừng có lo. Xanh xong rồi đây, em nhìn chị đây. Tự động lúc đó muốn dạ. ốm không ốm. Dạ em nhớ chị hình chị đóng rất là rất là đẹp. Chị ốm lắm luôn dạ. em. Nhưng mà khi người phụ nữ bắt đầu người ta sanh con rồi thì bắt đầu người ta sẽ thay đổi, nó sẽ cân xứng với em theo thời gian, em yên tâm. Nhưng mà nói gì thì nói cũng phải ăn uống tẩm bổ vô dạ. mới có dạ. sức khỏe đó, miễn để là chuẩn bị đón coi như là đón đó. Thành viên với là có đủ sức khỏe thì mới có thể mang bầu chứ, đúng không? Dạ. Còn em thì mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em muốn là chồng em cũng giảm bớt cái tính mà thích ăn lại đi. Vì nhiều lúc đi làm về á, thấy thức ăn mà có gì trên bàn là chưa có rửa tay gì đâu và bỏ trên miệng liền. Thì làm sao mà giảm cân được? Mà lúc nhỏ không là rất muốn ăn nhưng mà ổng dành ăn hết rồi. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng em ha, lúc nào cũng luôn luôn thấu hiểu nhau ha, yêu thương nhau. Dạ. Chúc cho hai em nha, trong năm nay ha, vài tháng nữa sẽ đón tin vui. Dạ. Và qua năm sau 2021 sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai bên. Dạ, em cảm ơn anh chị. Rồi, cảm ơn tụi em nhiều nghe.